Xin chào tất cả các anh em nha. Video này mình sẽ hướng dẫn tất cả anh em nhận một tốc cần có cái hiệu là MXH của từ sáng của Forsari các bạn. Forsari đây là dự án này sẽ sắp list lên trên Binance nha các bạn. Đầu tiên mình đăng ký tên nè. Một dự án của nó là họ nè, một dự án nó theo thông tin là một tốc cần có thể 60 đô nha tất cả các bạn. Còn bạn chọn dùm quốc gia Việt Nam giúp mình nha các bạn. Đây thì đăng ký dễ quá. Gì đấy? Rồi các bạn bấm nút kế tiếp nha các bạn. Rồi các bạn điền địa chỉ email mình nè. Rồi, các bạn bấm nút kế tiếp nha các bạn. Rồi, đây thì cái mã pin này các bạn tự đặt nha các bạn. Mình che lại nha các bạn. Các bạn lưu ý cái mã pin này các bạn nữa mình rút tiền nữa nha các bạn. Bấm số. Rồi bạn bấm nút kế tiếp nè. Rồi đây bạn chọn vào số thổ mình vào có 84 thì các bạn bỏ không đồng nha các bạn. Rồi các bạn bấm 32 chứ 32993157 rồi bạn xác nhận xác mã xác minh nè. Rồi các bạn vào mail lấy mail các bạn vào Messenger chứ. Rồi các bạn copy mã code này nha các bạn. 553040 cho mau mẹ. Rồi bạn nhập vào các bạn. Rồi các bạn bấm hoàn tất đăng ký nha các bạn. Rồi sau khi login vô giao diện như gì, bạn sẽ thấy nhận được một tốc cần có cái hiệu là MHX này các bạn. Đây thì là một cái ví đồng điện tử thôi các bạn ơi, chứa những cái đồng coin thôi. Rồi các bạn nhấp vào trang cá nhân nè. Rồi các bạn bấm vào vui lòng xác nhận email của bạn các bạn, bấm nhấp vào đây nha các bạn. Rồi đây thì cái link ghép của mình các bạn, nếu mà các bạn copy cái link ghép này mà chia sẻ cho bạn bè và người thân các bạn. Rồi các bạn bấm vào một gỡ lại email xác minh nè. Rồi các bạn mở mail ra computer nha các bạn. Các bạn dán nó gỡ về mình cái mail các bạn bấm nhập vào mail. Rồi đây thì nó có cái link màu xanh các bạn nhấp vào đang login vào các bạn. Rồi các bạn vào mail xác minh các bạn đăng nhập vào nha các bạn. Rồi mình chạy về bài chống gạch đây. Đây thì ví của tôi nữa, địa chỉ ví của mình nè. Địa chỉ ví nhận tốc cần thôi, đây không có gì trên được cái cập nhật mã pin, đổi mật khẩu, chi tiết số điện thoại. Để mình kiếm cái mục chuyển tiền nội bộ của các bạn. Hiện tại tốc cần này có thể cho chuyển tiền nội bộ nữa các bạn. Đây biểu tượng gửi tiền chuyển 5 đồng các bạn, chọn vào cái đồng mạng xã hội nè. Rồi cái địa chỉ người nhận là cái địa chỉ hồi nãy đó, số lượng là ghi chú nè, tổng tiền là bông gỡ tiền các bạn. Cái tập cần này dự án nó sẽ list lên Binance nha tất cả các bạn. Giá tập cần của này là nghe theo thông tin của tự dự án là 60 đô cho một tập cần rồi. Các bạn cố gắng chia sẻ giáp cho nhiều nha các bạn. Vậy giờ mình có thông báo nha các bạn. Hôm qua bạn nào mà có làm dự án tập cần BRR hôm nay nó về nè các bạn. Nay nó về nè các bạn. Tập cần BRRR nè. Bạn nào chưa làm thì tìm cái video này của mình làm nha các bạn. Vậy mình chào tạm biệt các bạn. Các bạn nhớ đừng quên bấm nút like, nút đăng ký để cập nhật những clip tiếp theo từ mình nha. Vậy mình cũng cảm ơn tất cả các bạn đang xem video của mình nha các bạn. Chào tạm biệt tất cả các bạn ạ.